Rồi, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Đầu Nắng Ấm của tôi nha. Thì hôm nay mình sẽ quay chiếc Kubota DC70 trên đồng ruộng miền Tây nha các bạn ơi. Rồi, đây là cũng là những cánh đồng hiếm hoi còn sót lại nha, trong cái vụ mùa đông xuân đợt này nha. Sắp sửa khép lại vụ mùa đông xuân rồi mấy bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ quay cảnh thu hoạch lúa miền Tây cho mấy bạn xem nha. Giờ mình đi theo sau nó mấy bạn ơi, để mình đi qua cặp bên hoa cạnh để mình quay cho mấy bạn thấy rõ hơn nha.